mừng tân gia nhà mới Cẩm Hường. Chúc tân gia nhà mới Cẩm Hường. Nhưng mà cái bạn cô ông bà cô bác trong nước ngoài nước thì đua nhà nói cha dân con tôi qua mấy năm giờ tình cha con rất là trên mạng trong nước ngoài nước cô bác rồi em trợ cho cha con tôi vượt qua tôi được tới nhà tôi cũng mừng chị cháu ngoại tôi cũng muốn chào mừng cô bác trong nước ngoài nước luôn cũng rất vui vẻ hân hạnh. Dạ. Mấy cái là cũng như con gái chú hoài dạ. Chú đây là thực tế con có nhà cửa chú quá mừng được con dạ. được như vậy là sự hãnh diện rồi mà không còn là mướn nhà trọ rồi tới tháng mới đóng tiền này tiền nọ tùm lum lại rồi cái này là thuộc về trực thuộc của mình rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện nay thì gần 5 giờ chiều và chị Hường cũng tổ chức một cái tiệc gọi là cái tiệc ăn mừng nhà mới hay còn gọi là tiệc tân gia. Hôm nay thì chị Hường tổ chức 5 bàn tiệc mọi người. Có một điều khá là vui đó là ngày hôm nay khi tổ chức tiệc như thế này á, có những cái trận mưa như thế này để vội rửa đi những cái sự nóng bức những cái ngày qua. Ngày hôm nay đến đây á, thì Bùi Hồ cũng như là Đạt Đồng Tháp cũng như là anh Út có một số phần quà bất ngờ cho gia đình của chị Cẩm Hường. Thì phần quà đó là gì thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ để mà đem những cái phần quà đó vô rồi mọi người sẽ biết luôn. Cũng mong rằng với những cái phần quà như thế này, mặc dù là nó nhỏ thôi nhưng mà đây là tấm lòng của các anh em cũng những ngày qua thì cũng có cùng ở nhà của chị Hường để chia sẻ những cái thước phim cho cô bác quý anh chị xem á. Đâu rồi? Chị đâu mất tiêu rồi. Rước em rồi hả chị? Dạ, cho bà Sáu ra nhận luôn đi. Đây đây đây, chị Hương về tới luôn. Đây này cũng một cái bức tranh là phát lộc phát tài. Nó mong nhà mình sẽ làm ăn phát lộc phát tài ha. Chắc chắn là vậy rồi. Dạ. Cái phần em mua không? Còn cái này là một cái gì chị mở này ra đi. Coi cho ta. À, này là các anh em của tụi em để mà chúc mừng cho chị nhà mới phải có gì đồ cho nó mới hết trơn. Sẵn xui ra luôn đi ha. Cũng suy nghĩ đắn đo lắm không biết là tặng cái gì. Đố chị gì á? À, chị đó người ta. Không biết luôn. Và chị đố cô ra bếp lên. Có cần chị nhắm mắt không? Nhắm mắt đi. Rồi, nhắm mắt nha. Nói vậy chứ, đây là cái đồng hồ gì? Đồng hồ treo tường. Đồng hồ quả lắc á. Để hàng ngày chị canh giờ đó. Để biết giờ làm cái gì. Không còn bánh kéo không? Không còn bánh kéo, không còn bánh kéo. Này để ngày mai chị bắt ốc treo lên. Treo lên gần ngay chỗ cái tấm lịch đó chị. Dưới mẹ Quan Âm á. Còn bên đây nữa. Đây nữa. Rồi lấy thằng hộ chú đó. Dạ. Kéo ra. Ôi bữa quà này dây cắn quá ha. Dây cứng quá, hồi hộp quá. Quà này nặng mà. Rồi. Rồi, cái đồng hồ. Ồ, đẹp quá. Cái đồng hồ này thấy nó cũng hợp với nhà của mình á. Nó là hình một cái ngôi nhà. Cái này là chị gắn pin vô treo. Đó. Mọi người thấy có đẹp không? Dạ. Rồi, chị cảm ơn Bùi Hồ nhiều lắm. Dạ, này là mấy phần quà của các anh em để mà tặng cho chị, mong chị sẽ có một cái ở trong một cái ngôi nhà mới thì sẽ gặp được nhiều thuận lợi mới nè, rồi làm ăn càng ngày càng phát triển. Và hôm nay đặc biệt là buổi chiều như thế này lại tự nhiên giữa trời nóng bức mà lại xuất hiện một cái cơn mưa, đây là dạng sự lành đó chị. Còn một cái phần quà nữa chị. Còn dựng cái bức tranh nó qua giúp tôi. Còn hai phần quà đặc biệt nữa chị. Còn bánh kem nữa. Cái phần quà này thì cũng thay mặt của Mạnh Thường Quân ở dấu tên cũng gửi đến cái phần quà này cho chị luôn. Mình tham gia nhà chị ngày hôm nay thì trong đó có khắc những dòng chữ thì chị chưa ra thì có thể chị thấy.
chị chắc lên luôn đi chị. Mở ra một cái bự thì ở thường chị có chọn mấy giờ để mà mình sẽ mời khách mấy giờ không? Chị mời khách 4 giờ. Hồi nãy 4 giờ là xuất hiện một cơn mưa lớn lắm. Lấy cẩn thận nha. Cái này là có tiền nữa nha. Wow, có tiền đô luôn nè. Có vàng nữa nè. Chị để tầng dưới, cái đó tầng dưới. Mình quay ra phía trước luôn chị. Ngựa quay vô ha. Ngựa quay vô rồi. Rồi một cái bên kia nữa cho chị để tầng trên mình nha. Đâu? Okay. Hai cái rồi. Yeah. Cái này quay ra ngoài trước được. Này là mặt con ngựa này quay ra trước đây. Là có ý nghĩa như thế nào không? Là mã đáo thành công. Đúng. Quay chữ ra phía trước mình. Quay này ra trước. Đúng rồi. Mừng tân gia nhà mới cẩm phường. Chúc tân gia nhà mới cẩm phường. Nhưng mà không biết là cái Mạnh Thường Quân này là ai. Thì thôi chị cảm ơn cái Mạnh Thường Quân này nhiều lắm. Cô Mạnh Thường Quân nhờ Đạt sẽ mua giùm bánh kem gửi đến cho chị trong ngày tân gia. Nè chị gắm này lên luôn nè, chứ tí xíu mình đốt á. Cái đó là có bông á. Bây giờ chắc cái cảm xúc bây giờ khó tả lắm hả chị Hường? Đó giờ đây là lần đầu tiên chị được nhận quà lớn như vậy luôn á. Mấy ngày mà trước khi dọn nhà vô đây ở thì chị như thế nào? Tại vì em thường nghe mọi người nói chuẩn bị dọn vô nhà mới thì những đêm trước đó là khó ngủ lắm. Đúng rồi, là và cứ thao thức hoài để mong cho trời mau sáng. Và đặc biệt là ngày nay là ngày 29 tháng 2 cũng là một cái ngày khá là tốt và phải gọi là gặp nhiều may mắn á, thì cái cảm giác của chị như thế nào? Thì cũng như mọi người khác vậy đó, là cái thời điểm mà cái căn nhà sắp gần hoàn thiện là hầu như chị chẳng ngủ luôn á. Yeah. Chị cứ mong cho nó mau tới, mau hoàn thiện, mau đến ngày như thế này để mau cái ngày mà mình được vô đây ở. Dạ. Hôm nay thì đúng là được đứng trong căn nhà của mình ở, thì vui lắm. Không biết nói gì luôn đúng không? Không biết nói gì hơn. Lại hôm nay lại được nhận những món quà lớn như vậy là đúng là tràn đầy tình cảm của mọi người dành cho chị cảm ơn nhiều lắm. Đây là tình cảm của mọi người dành cho chị thôi. Món quà thì nó không lớn nhưng mà lớn về mặt tình cảm, về mặt tinh thần. Mong là những cái món quà như thế này, và đặc biệt là món quà rất là lớn đó là cái ngôi nhà, nó sẽ giúp cho chị không những là nơi tránh mưa tránh nắng mà nó sẽ còn là một cái mái ấm thật sự cho những ngày mà chị với lại Hải với Đăng cũng như là ông Tư có một cái nơi gọi là chưa an cư, bây giờ an cư lập nghiệp, để mà có thể cùng nhau để mà làm cho càng ngày càng phát triển hơn nữa. Mình coi như là ngày hôm nay là thoát khỏi những cái quãng ngày mà sống với lại nhà trọ. Nhớ lại cái những ngày mà khi mà phải sống lên đên ở trọ thì như thế nào hả chị ha? Thật sự là chị không dám nhớ tới những cái ngày mà sống ở trọ thì có cái, những cái căn trọ như cái nhà đang ở bây giờ đó là hạnh phúc lắm rồi. Trước kia chị còn ở cái căn nhà trọ nó vừa chật hẹp vừa nóng nực, mà thậm chí ban đêm mấy em thấy trời mà mưa là ba mẹ con ngồi không, mà tại vì ba bên bốn phía nó tạt vô á, ướt hết, không có chỗ nào để nằm ngủ hết, chỉ cứ ngồi như vậy đó rồi cứ rút với nhau vậy đây nè, đặng cho nó mau hết mưa mới lau khô rồi mới đi ngủ được, nó vất vả lắm. Nhưng bây giờ thì đã qua rồi thì chị mong tới đây á thì chị sẽ có một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc hơn. Hôm nay cũng là một cái trận mưa, như chị đã từng nhắc về cái trận mưa ngày xưa khi mà chị ở trọ. Thì hôm nay chị đón một cái trận mưa này nó chủ động hơn. Chủ động hơn vì chị đón mưa với lại một cái cơn giải nhiệt vì những ngày nắng nóng. Và chủ động hơn vì ngôi nhà của mình nó đã không còn giọt giống như ngày xưa nữa rồi. Chủ động hơn là không còn cái cảnh mà tát nước mỗi khi mà mưa xuống. Thì chắc có lẽ là cái cảm giác đó là chỉ có thể mình chị và hai đứa con chị có thể hiểu được đúng không? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Dạ. Và chị có nói thì các em cũng không có tưởng tượng được. Nên là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nhưng thôi, cái gì nó qua thì nó qua hết rồi. Những cái khó khăn thì nó cũng đã qua đi rồi. Ngày hôm nay là lại là một ngày vui.
nhận được nhiều niềm vui thì nó lại càng vui hơn. Thì cũng mong rằng tụi em á thì cũng mang những cái món quà nhỏ hơn rất là nhiều so với những món quà mà tất cả các mạnh thường quân đã cùng chung tay ủng hộ chị với lại ông Tư. Nhưng mong rằng chị sẽ giữ gìn sức khỏe để mà chăm cho hai bé ăn học. Còn bây giờ chắc tụi em sẽ vô để mà gặp cho bà Sáu với lại ông Tư, để những người mà đã sinh thành dưỡng dục ra chị, để mà chia sẻ những lời trong những cái đoạn video clip của tụi em. Cha với chú ba cũng đang ngồi nói chuyện, hai người gặp nhau nói chuyện vui lắm. Ở trong cái clip vào sáng nay thì Bùi Hồ có chia sẻ rằng là vì sao lại vắng mặt ông Tư. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là nghe ông Tư cũng như là bà Sáu chia sẻ về sự vắng mặt sáng nay của ông Tư ha. Rồi ha chị ha. Con chào bà Sáu. Hôm nay là thấy bà Sáu là đẹp hơn những ngày trước. Không phải là bà Sáu mò cua bắt ốc nữa, mà bây giờ là bà Sáu của một người mẹ có một cái đứa con có ngôi nhà khá là khang trang. Mà hôm nay có được ngôi nhà như thế này là nhờ sự chung tay của tất cả mọi người, cũng như là duyên lành đối với chị Cẩm Hương. Thì ngày hôm nay là lại ngày mừng nhà mới đãi khách, thì cái cảm giác của bà Sáu như thế nào? Thì tôi cũng rất vui, cũng nhờ Mạnh Thường Quân đỡ cho con được cái nhà ấm cúng vậy là tôi mừng dữ lắm. Cũng rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân, chứ giờ không biết nói gì. Dạ. Rồi giờ thời gian tới có tính là dọn ra đây ở chung với chị Cẩm Hường luôn không? Không. Nói vợ chứ có ngôi nhà mừng mà không nói nên lời. Không nói nên lời. Chứ bật làm cha làm mẹ mà thấy con có ngôi nhà mà. Cũng như hồi đó tới giờ là không nghĩ là nó có cái ngôi nhà gì nó ở. Dạ. Yeah. Giờ, mừng quá không biết nói gì chứ. Cái này mừng hơn trúng với số không? Mừng hơn. Bởi vì với số nó tới 1 tỷ mấy rồi. Tỷ mấy chứ không bằng. Không bằng hả? Không bằng. Không bằng 1 tỷ mấy, không bằng vì cái tình cảm của mọi người nó dành cho con của mình. Ừ. Đúng không bà Sáu? Ừ. Dạ thôi thì con của mình cũng đã có nhà có cửa ổn định rồi cũng mừng, chứ còn lo nhất là anh Sầm Hưng thôi. Có gia đình nữa là mới vui ha Đạt ha. Dạ thôi chắc bây giờ con vô trỏng gặp ông Tư ha. Ôi anh Tư. Ủa lộn ông Tư mà lộn kêu bằng anh Tư tại thấy trẻ quá. Anh Tư, ủa lộn ông Tư, lộn trẻ quá trời trẻ rồi, tự nhiên bữa nay yêu đời dữ. Rồi bây giờ là niềm vui nó nhân đôi rồi đó. Là con của mình có nhà là cũng đã có rồi, mình cũng đã gặp con mình. Thì bây giờ sau mấy tháng trời ông Tư mới lên mạng để cho chia sẻ cho cô bác anh chị ngồi tại chỗ này, thấy một tháng trước là mình khấn vái đứa con mình cất cái ngôi nhà mới, thì bây giờ cái cảm giác của ông Tư như thế nào rồi? Thì tôi cũng mới trên mạng câu ông bà cô bác trong nước ngoài nước, thì tôi nhà nói cha dắt con tôi qua mấy năm giờ tình cha con là trên mạng trong nước ngoài nước cô bác rồi em trợ cho cha con tôi giờ con tôi được tới nhà tôi cũng mừng. Chị cháu ngoại tôi cũng chào mừng cô bác con lớn mà được luôn, luôn rất vui vẻ hân hạnh. Cái ngôi nhà này ông Tư cũng ngồi, và cái ngôi nhà mướn bên kia ông Tư cũng ngồi, nhưng mà thấy nó khác không? Thì nó phải khác rồi, bệnh thì nhà trọ, nó nhà có con tôi. Nhưng mà có nhà tường khác nhau chỗ nào? Thì nó khác hơn là cái chỗ là mình được tự do, mình có đất, có nhà, được tự do một chút. Đó, còn bệnh là mình còn nấu lễ. Khi nó muốn về nó lấy rồi à, có nghĩa là mình còn phụ thuộc người ta. Ừ. Với lại cái ông Tư ngậu đây thấy cảm giác nó mát mẻ, những cánh cửa gió rồi như thế nào đó. Thì nó cũng mát mẻ hơn bệnh rồi, đây cũng gần mấy trong rồi, hơi nước lên rồi cũng mát mẻ hơn bệnh. Dạ có ở bên đây nó phù hợp với môi trường, nó phù hợp với là buổi chiều làm một xị ngắm ghe chạy không? Nhậu về tham quan chứ. Ông Tư đã trải qua những cái cảm xúc rất là khác nhau. Cảm xúc từ sống người ta ở trên bờ, người ta đuổi mình xuống sông. Cảm xúc từ mình bơi ở trên ghe, mình nhặt ve chai. Cảm xúc mình gặp được con mình lại ở trọ. Và cảm xúc từ ở trọ lại qua nhà chính chủ của con mình. Thì trải qua những cái cảm xúc đó ngày hôm nay thì nó được nhân lên gấp 4 lần luôn đúng không Tư? Đúng, nhưng mà tôi đi không có nói riêng gì, nhưng mà tôi chúc mừng cái thôi chứ tôi không nói riêng gì. Chúc mừng con cái thôi. À.
cái phía sau này là chỗ lý tưởng của ông Tư. Hôm nay là ông Tư anh đi ở đây là ông Tư coi vợ cho em của mình hả? Đâu có, anh ba nè, ô lộn ông ba nè. Đẹp trai với ông ba. Bữa nay trẻ người 10 tuổi vậy. Dạ. Nay ông ba nhìn đẹp trai vậy. Nay là đi lên xuống đây là tính kiếm bà ba hay sao? Bà ba muốn kiếm là mình nhặt cư hiếm lắm nè, không có. Sao không có? Giới thiệu đi. Giới thiệu luôn. Chiều nay gặp bà ba ca là giọng cổ là ca theo không? Có vợ với xíu Cà Mau luôn à. Có vợ với Cà Mau luôn, bỏ nhà trển 8 tỷ ngàn dữ. Tấm gửi để đó. Rồi có nói lời nào với Mạnh Thường Quân cũng như là gửi lời chúc mừng với chị Cẩm Hường không? Ông ba. Bỏ cho. Cảm ơn. Bây giờ hồi nào bây giờ chú coi nghe nói là mình không thấy. Thế không? Bây giờ mới thấy chú ba kêu chị lợi chúc chị cả. Thấy thực tế đó, bây giờ chú xuống đây thấy thực tế nhà con cháu thấy không? Dạ. Mấy chú là cũng như con gái chú rồi. Dạ. Xuống đây là thực tế con có nhà cửa chú quá mừng được con. Dạ. Được như vậy là sự hãnh diện rồi. Mà không còn là mướn nhà trọ rồi tới tháng mới đóng tiền này tiền nọ tùm lum lại rồi. Cái này là thuộc về trực thuộc của mình rồi. Ăn ngủ tự do là mình chỉ còn có là mình kiếm đồng tiền mình để thì trả chú lên thôi. Dạ. Còn có dạng kia là mình muốn nhà trọ cái gì cũng có tiền, cái gì cũng có tiền cho anh. Dạ. Đó. Chú mừng cho con bực cái nhà gì quá cho mọi người lo. Chị ơi, con bây giờ con có nhà rồi nè, chú có dự xuống ở với con không? Bây giờ có dạo nó ở đây ạ. À. Cái dạo luôn. Dạ. Nếu mà cái vợ xuống cái mạng. Thì xuống từ từ mới có vợ được chứ. Từ từ đi. Vậy là có vợ là xuống ở đây. Chứ bình thường là xuống dưới nhà của chị Cẩm Hường là không? Hiện tại thì xuống đây thăm con cháu thôi. Vậy là sức mạnh của tình yêu nó mãnh liệt chứ không bà? Hả? Rồi mỗi lần đi thăm đi xuống đây ở luôn, rồi mỗi lần đi lên đi xuống thăm nhà cũ nó tốn mấy trăm ngàn rồi sao? Lượng miếng nào đủ? Tiền bạc không đành đài rồi. Quan trọng nhất là cái tình thôi. Quan trọng nhất là cái tình. Tiêu chuẩn của bà ba là sao? Hả? Tiêu chuẩn của ông ba về bà ba là sao? Là mình được sự bà, nếu mà hai người mình đồng ý giao thương đó, mình cũng được thành gia anh chồng đó, mình cũng vui vẻ trong lần đó. Rồi sống mà độc thân ngoài. Cái mẫu người mà chú ba chọn làm vợ là nếu như thế nào để con biết, con chọn cho, con kiếm cho. Mình không biết được luôn, không con gái biết được. Bây giờ gì nè? Có một cũng gây lợi ấy không? Có một cái bà ba nói chừng nào mà ông ba đi trồng lại cái hàm răng thì mà bà chịu ở chung với ông ba thì ông ba làm sao? Hả? Thì có một bắt buộc em được. Tại sao? Chịu không? Chưa có răng, má còn nhỏ. Em bé mà cũng em chưa đều. Em bé. Chọc cho ông ba với ông Tư cho vui. Tại vì cái tuổi già không vui hoài những cái câu chuyện đời, những cái câu chuyện mà con cháu nó ngồi quay quần với nhau. Chứ không phải là hỗn hào gì nha mọi người. Là bộ kêu anh Tư về cho mọi người vui thôi. Tại vì thấy hôm nay là ông Tư là đẹp trai hơn những ngày trước nữa. Nhưng mà có một cái là khuyên ông Tư gì nè, mọi người nhắn nhủ nhau á, là ông Tư dạo này hơi gầy, hơi ốm. Nếu như mà có bệnh hoạn gì nên đi khám bệnh ở bệnh viện hay như thế nào đó. Tại có thể là đi khám tổng quát hay như thế nào chứ coi sức khỏe có vấn đề gì không? Tôi không bao giờ. Không khám bác sĩ. Không. Không thích bác không. Dạ. Ít hút thuốc lại. Lúc nào bỏ vợ bỏ con. Chống bỏ thuốc. Nó chơi tuổi lớn tuổi thì nó cũng khó thay đổi lắm. Mà đặc biệt là những cái thói quen nó đã khá là lâu đời rồi. Ừ. Nhằm khi điếu thuốc cũng là niềm vui đối với cái tuổi già hay ông Tư ha. Và điếu thuốc nó làm cho tâm óc con người mình mở mang. Có khi bơi cả mấy cây số thì dứt đâu được 5-10 cái chai cái thì ngồi buồn vậy. Thì lúc nó rút hút cái bắt đầu mình mắt mình sáng lên mình chọn. Sáng lên? Nó kẹt trong cái bụi cây này nó ôi trời. Mình rú vô mình dứt nữa. Như là hút điếu thuốc sáng mắt hả chú? Sáng mắt lên luôn. Nãy giờ ông Tư ngồi ở đây có nhắm tình hình của dây chai coi nhiều không được?
Từ ngoài vô đây là thấy cây nhiều lắm mà bị dớt, quá dớt được không? Chia sẻ với mọi người, sáng điếu thuốc là đối với ông Tư thôi nha. Còn những các bạn trẻ thì không nên làm theo. Tại vì hiện nay thì người ta cũng ít hút thuốc, tại vì có thói quen thì nó sẽ hút. Còn mọi người thì không hút được thì tốt, như Bùi Hồ với lại Đạt với Út không hút thuốc. Dạ. Chứ bác Hồ đó cũng hút kia chứ. Chiếc xe, cái chiếc ghe ngoài sau này là ông Tư chạy hay là anh Hưng chạy hả? Sao Hưng chạy hả? Ồ, đậu chiếc ghe ở đây là lý tưởng luôn đó. Cái người ta nói là dòng sông bến nước con đò, dòng sông bến nước, ở dòng sông mái nhà với lại chiếc ghe là đúng là lý tưởng luôn á ông Tư. Cũng đậu ở đây nước nó cũng lớn ha. Và đây là cái chị này là chị Cẩm Hương đặt đồ ăn đó mọi người. Thì chị đang dọn ra để mà đãi khách nè. Ô, cái này là tôm với lại bồn bồn hả chị? Phải không? Gỏi sen. Gỏi ngó sen. Ở sao đây không làm gỏi bồn bồn mà gỏi sen? Ở đây là sen với củ hủ dừa. Dạ. Sen với củ hủ dừa. Còn này là để ăn lẩu. À, với lại có bên kia có con vịt quay kìa đúng không? Con vịt hay con gà? Con vịt. Ồ, con vịt to vậy? Ngon ha. Vịt quay hả chị? Vịt chiên giòn. Vịt chiên giòn. 5 bàn 5 con. 5 bàn 5 con. Này là mình đã chiên sẵn hết, mình chỉ cần dọn ra thôi. À, có mấy người phục vụ đủ không? Đủ chứ. Tưởng đâu có em gái thì kêu Đạt nó lại nó phụ tiếp cho chị. Là cho chị Hiền lên sống luôn nha. Tổng cộng là mấy món để đại? 4 món em. Vịt chiên giòn nè, rồi bánh bào. Cái gì? Vịt chiên giòn ăn với bánh bao. Bánh bao gọi gì nữa? Gỏi củ hủ dừa. Gỏi củ hủ dừa. Châu hấp. Châu hấp. Lẩu hải sản. Lẩu hải sản. Châu hấp là gì? Đâu đâu mở ra nè. Hấp hải sản á. Mở nắp ra. Châu hấp bò hả? Châu. Trâu hấp. Trâu hấp mà chị nói là châu hấp. Để số điện thoại của chị thợ nấu lên luôn. Ở rồi em hỏi. 0913. Rồi bia đâu? Trước em. Nói là mình có phục vụ luôn không? Phục vụ luôn. Phục vụ luôn hả? 0913415412. Dạ. À, chị thợ nấu á. Nói chị là có con gái hay gì đó em mới cái kêu Đạt lưu vô để lên màn hình. Bé đẹp luôn. Ủa gì hả? Bé đẹp lắm. Ôi trời. Bữa nay có đây không em kêu Đạt nó ở đây nó phục vụ. Nói chơi thôi mọi người. Thì thôi chắc có lẽ là bây giờ thì cũng khách cũng gần đến rồi. Bùi Hồ cũng không có chia sẻ đoạn clip này lên. Xin kết thúc clip tại đây ha. Và như vậy là mọi việc chuẩn bị cho nhà mới của chị Cẩm Hương cũng đã xong. Để tối đêm nay chị có thể ngủ tại đây. Còn bây giờ là mọi người đang chuẩn bị với nhau để những cái phần để mà tiếp khách, để chia những cái niềm vui trong cái căn nhà mới như thế này. Và Bùi Hồ cũng một lần nữa xin thay mặt cho gia đình của chị Cẩm Hương, thay mặt cho ông Tư chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã cùng chung tay nhau để hỗ trợ cho chị, cho ông Tư nói riêng và chị Cẩm Hương cũng như là ông Tư và chị Cẩm Hương nói chung. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã quan tâm đến những cái thước phim như thế này. Và chuỗi hành trình phía trước của các anh em và những hoàn cảnh khó khăn cũng còn rất là dài. Cô bác quý anh chị có thể thích có thể like, share, chia sẻ để ủng hộ Bùi Hồ để đi đến những cái mảnh đời khó khăn tiếp theo. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin được ôm ái tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.